bò rất hồi hộp. Vào vào việc rất mạnh bằng một đòn duy nhất. Không có chú bò nào có hành động bỏ chạy, có lẽ sẽ tiếp tục một tình huống tiếp theo thôi. Của 9A và 24A. Những pha lắc sừng rất mạnh. Và đây là đòn phản công hay của 9A. Nhưng là đấy cũng là lần thứ tư mà 24A nhấc bổng được 9A lên cao. Nhớ! Quá bất ngờ, quá bất ngờ đi. Một trận thi đấu quá cảm xúc. 24A là đấu sĩ bò tấn công nhiều hơn, nhấc bổng đối phương của mình lên đến 3 lần. Nhưng bằng sự quả cảm, sự quyết tâm của mình, 9A mới là đấu sĩ bò giành chiến thắng. Bò 24A đã giành chiến thắng một trận đầu tiên ở vòng ngoài. Ở miền Bắc hiện nay, ngoài lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn ở Hải Phòng hay hội Chọi Châu Hải Lựu Lập Thạch Vĩnh Phúc thì còn có hội chọi bò ở huyện Bảo Lâm Cao Bằng. Hội chọi bò là lễ hội có thể nói là đặc sắc và thu hút đông đảo sự quan tâm nhất của người dân tại Bảo Lâm. Năm nay, hội được tổ chức vào ngày 5 tháng 3. Từ sáng sớm, hàng ngàn người từ các huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, Na Hang, Tuyên Quang, Mèo Vạc, Hà Giang, Bắc Nậm, Bắc Cạn đã kéo tới xem. Lễ hội chọi bò năm nay có sự tham gia của 48 con bò chọi đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, được chia thành hai hạng, từ 400kg trở lên ở hạng A, từ 300-400kg ở hạng B. Tổng cộng diễn ra 46 trận thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp. Trong lễ hội chọi bò đã diễn ra nhiều trận so tài căng thẳng, kịch tính giữa các chú bò. Nhiều trận đấu đã diễn ra hơn 10 phút mà phần thắng chỉ dành cho những chú bò khỏe, lì lợm, sở hữu những miếng đánh hay. Và góp một phần không nhỏ cho sự sôi động và hấp dẫn của lễ hội, đặc biệt là các trận đấu hay, chính là phần bình luận của bình luận viên Minh Chuyên. Cùng trò chuyện với anh ngay sau phần bình luận trên sân. Và sau đó chờ thời cơ thích hợp để tung ra miếng đòn. Và bây giờ thì lợi thế vẫn đang thuộc về, có lẽ là một chút thuộc về 10A. 21A tấn công nhiều nhưng chưa tỏ ra quá hiệu quả. Xin chào bình luận viên Minh Chuyên. Cảm xúc của anh như thế nào sau khi vừa kết thúc trận bình luận kéo dài đến tận 4 tiếng đồng hồ vừa qua? Chào anh Nguyên. Thực sự thì 4 tiếng đồng hồ của năm nay cũng giống như 4 tiếng rưỡi của năm ngoái. Cái cảm giác tại sân vận động ấy khiến cho cái năng lượng của tôi lúc nào cũng tràn đầy. Bởi vì như chúng ta thấy ở cái lễ hội chọi bò năm nay ấy, mười mấy nghìn khán giả, thậm chí là có thời điểm theo ban tổ chức báo về là có đến 20.000 khán giả có mặt ở sân. Chưa kể đến lượng khán giả theo dõi trên truyền thông nữa. Đó là cái động lực mà để tôi truyền tải năng lượng của mình vào từng trận thi đấu của cái hội chọi bò Bảo Lâm năm 2024 năm nay. Vâng ạ. So với mùa giải trước thì năm 2023 có lẽ là chúng ta đã được chứng kiến những trận đấu gay cấn hơn, nảy lửa hơn và số trận đấu làm cho mọi người phải ồ hồ lên thì nhiều hơn so với mùa giải năm 2024. Có những cái thời gian trong năm nay thì chúng ta thấy là khán giả hơi buồn một chút bởi vì là những chú bò không chịu ra những món đòn và không chịu quyết liệt với nhau. Điều đó thì làm cho không khí của sân vận động cảm trở nên hơi bị buồn một chút. Làm thế nào để chúng ta có thể giữ lửa làm một bình luận viên để cho kéo dài trong thời gian dài như thế mà khán giả vẫn theo dõi từng trận đấu? Thực ra thì đây là lần thứ hai và cũng thực sự là rất là vinh dự cho cá nhân tôi khi lần này là được huyện mời chính thức trong vai trò là bình luận viên cho cái ngày hội chọi bò. Thì như chúng ta xem trên luồng live stream rồi thì thực ra thì các trận thi đấu hay của mùa giải năm nay nó hơi yếu hơn so với năm ngoái. Nhưng để mà với người làm về bình luận về các sự kiện thể thao thì tôi cũng có nhiều cách riêng của mình. Trong những cái trận thi đấu mà người ta vẫn từng nói là nhạt ấy, thì tôi có cách nói riêng của tôi. Chúng ta sẽ nói về cách thức tổ chức của ban tổ chức này, không khí của khán giả này. Có bao nhiêu khán giả đến và khán giả quan tâm đến các sự kiện này như nào. Và thực sự mà nói thì ở năm nay mặc dù là các trận thi đấu bò nó không thực sự là quyết liệt như năm ngoái, nhưng phải ghi nhận là công tác tổ chức của ban tổ chức năm nay làm thực sự là rất tuyệt vời, đảm bảo an toàn cho các khán giả đến dự. Chúng ta thấy là có đến hai hàng rào để đảm bảo cho bò không thể có tác động và gây nguy hiểm cho khán giả đến xem. Bên cạnh đó là công tác chuyên môn của các trọng tài cũng làm rất tốt. Và điều đó, và trước đó nữa thì công tác truyền thông của huyện cũng làm rất tốt. Điều đó đã giúp cho lượng khán giả ở sân vận động ngày hôm nay lên đến có thời điểm lên đến 20.000 người. Đó là cái cách mà tôi nêu bật về cái ý nghĩa của sự kiện. Một sự kiện hay thì không chỉ là trận thi đấu hay mà còn rất nhiều cái hay ở bên cạnh đó. Và tôi sẽ phân tích về những cái đó để mọi người hiểu. Vâng ạ.
và chúng ta thấy là những cái sự nhắc nhở của bình luận viên, chẳng hạn như là sự an toàn cho khán giả nên đứng ở ngoài khu vực hàng rào thứ hai, thì cũng làm cho góp một phần trong việc điều hành trận đấu trở nên an toàn hơn. Vậy thì trận đấu nào làm cho anh ấn tượng nhất và cảm thấy có nhiều cảm xúc nhất ạ? Thực ra thì Hạnh Nguyên ạ, mỗi trận đấu thì nó có một cái nét riêng, mỗi trận thi đấu có phong cách riêng. Có những trận thi đấu thì cực kỳ máu lửa, khi mà cả hai đấu sĩ bò cùng lao vào nhau và cùng cống hiến những tình huống mà gọi là đôi công tấn công cùng nhau ấy, là cũng hay. Nhưng có trận thi đấu thì một bên tấn công và một bên phòng thủ thôi, nhưng bên phòng thủ đã giành chiến thắng. Nó cũng tạo nên những sự đặc trưng riêng của cái môn chọi bò. Tất nhiên là còn những trận thì có những chú bò nhát do di chuyển từ quãng đường xa lạ chỗ và đông khán giả thì sợ và không dám thi đấu. Tuy nhiên thì những cái trận thi đấu đôi công này luôn luôn là tạo nên được rất là hiệu ứng cho khán giả xem và thưởng thức, phải nói là trọn vẹn và sôi động. Và có nghĩa là cả hai bên cùng quyết liệt thì sẽ mang đến cái sự hấp dẫn hơn, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể thấy như là trận chung kết ở hạng A, chú bò 10A thì giữ thế phòng thủ, nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn dành cho chú bò 10A vì bản lĩnh của chú bò và được, có lẽ là được sự huấn luyện bởi người huấn luyện đã có một cái chiến thuật nào đó. Chúng ta có thể thấy là giống như bóng đá, các cầu thủ có những chiến thuật do huấn luyện viên, thì chú bò có thể là như vậy, đúng không ạ? Về phong cách huấn luyện của chọi bò thì tôi cũng chưa tìm hiểu, nhưng với những cái tên mà như năm ngoái cũng đã tham gia huấn luyện và đưa bò đi thi đấu thì năm nay vẫn xuất hiện, chứng tỏ rằng là cái công tác huấn luyện cho bò của ở Bảo Lâm này thì các gọi là các huấn luyện viên đi, gọi các chú bò đi, làm rất là tốt. Nên là các chú bò thực sự là cũng khó nói là bò nó có chiến thuật hay không, nhưng thực sự thì với cương vị bình luận viên thì tôi có thể đọc ra được đấu sĩ bò nào chơi kiểu phòng ngự, đấu sĩ bò nào chơi kiểu tấn công mãnh liệt. Vâng ạ, vậy thì đây là năm thứ hai mà anh ạ có kinh nghiệm bình luận về các trận chọi bò. Vậy thì làm thế nào chúng ta nhìn vẻ bề ngoài hay là bắt đầu một cuộc chiến đấu thì chú bò có vẻ ngoài như thế nào và có cái tinh thần ra sao thì có thể sẽ giành được cái chiến thắng cao hơn? Ở năm nay thì ban tổ chức đã rất chu đáo khi mà đã đo cả cân nặng, cả chiều cao, cả chiều dài của sừng, để cho tôi có những tư liệu về các đấu sĩ bò để tôi có những thông tin để tôi bình luận. Thực ra thì có lợi thế sẽ thuộc về những đấu sĩ bò có trọng lượng nặng hơn, sừng dài hơn. Tuy nhiên nó cũng là một phần thôi chứ không phải là tất cả. Có những đấu sĩ bò có chiến thuật tốt, và đặc biệt là ở môn chọi bò khác chọi trâu. Chọi trâu thì hai ông trâu sẽ lao vào nhau, còn chọi bò sẽ ghì nhau và chọn thời điểm để tấn công. Thì để giành chiến thắng ấy, thì tôi ấn tượng nhất là những đấu sĩ bò có khả năng hạ thấp trọng tâm và ghi đầu và sừng ở tầm thấp, và những đòn đánh từ dưới lên sẽ tạo nên hiệu ứng mà chỉ cần một đòn thôi chúng vào phần mắt hoặc tai của đối phương thì sẽ giành chiến thắng. Vậy tại sao có những cái thời điểm mà có những cơ hội mà chú bò có thể húc vào bụng, vào sườn để có thể giành chiến thắng ngay mà bò lại không làm như vậy, và có phải là cái đặc tính của nó chỉ chiến đấu vào phần đấu không ạ? Đây là cái đặc tính nhân văn ở môn chọi bò, nó khác với chọi trâu. Chọi trâu thì hai ông trâu lao vào nhau và thậm chí có thời điểm là có những trận là hai ông trâu đều chết cùng nhau một lúc. Nhưng đấu bò, chọi bò thì nó lại khác. Bò thì có tính lành hơn, thế nên là nó sẽ không có những tình huống gọi là tấn công bất ngờ từ phía bên cạnh, mà sẽ là ghi đầu và tấn công và một hai miếng là xong thôi. Và đặc biệt thì ở chọi bò nhân văn hơn chọi trâu cũng như các môn chọi khác, bởi vì chọi bò sau khi chọi xong thì các đấu sĩ bò không bị mang đi thịt như các môn khác, mà sẽ được giữ lại, được bảo tồn và nhân giống, và bên cạnh đó là phục vụ cho nông nghiệp nữa. Đây là cái điều hay nhất và ý nghĩa nhân văn nhất mà ban tổ chức tại lễ hội chọi bò Bảo Lâm hướng đến từ năm 2008 đến tại bây giờ. Và đây cũng là một trong những điều mà khiến cho lễ hội chọi bò của Bảo Lâm có tính lan tỏa và có cái sức truyền cảm đến cho mọi người như vậy. Tại sao, lý do tại sao lại có rất là đông khán giả đến xem cổ vũ, cũng như là lãnh đạo ở các địa phương khác nhau tận Tuyên Quang, Bắc Cạn cũng đến đây để thưởng thức những trận chọi bò. Chúng không mang cái tính tranh đua quá là khốc liệt và đem lại những cái tổn thương cho các loài gia súc, mà nó chỉ rất là khá là nhẹ nhàng và cũng chỉ là góp vui một chút cho những cái lễ hội xuân. Vậy thì trong tất cả những lễ hội xuân đầu năm mà anh tham gia thì lễ hội nào làm cho anh cảm thấy là mình hứng thú và muốn bình luận nhất trong những cái trận đấu? Thực ra thì để so sánh ở địa phương này có lễ hội hay hơn địa phương khác ấy, thì thực sự thì tôi không dám đánh giá hay xếp loại gì cả. Bởi vì sao, về hội xuân ấy, thì mỗi nơi nó có một nét văn hóa riêng, một bản sắc riêng. Thậm chí là ở một cái hội xuân cấp xóm thôi, nó cũng có nét riêng, đặc sắc riêng. Và cái
cái nét đặc sắc đó, bạn mang đậm đà bản sắc dân tộc mà không thể nào có được. Thế nên tôi đều chấm điểm cho tất cả các hội xuân đều có cái nhất. Thật sự là như vậy. Đúng là một trận chung kết được mong chờ. Diễn biến không quá căng nhưng lại cực kỳ hồi hộp và căng thẳng. Hai đầu sĩ bò vẫn đang dinh nhau với từng cú đánh một. Và chức vô địch của mùa giải năm nay của hội thi năm nay Hội Chợ Bò Bảo Lâm năm 2024 vẫn chưa thể xác định được chủ nhân mới. Giải thưởng 15 triệu đồng dành cho ngôi vô địch sẽ thuộc về đấu sĩ bò nào đây? Sẽ thuộc về chủ bò nào đây? Hôm nay chúng ta lại phải nhờ đến các chủ bò và trọng tài tiếp tục với tình huống ghép đôi thôi. Đó là pha tấn công của 10A. Đang tỏ ra khá sợ hãi. Trong khi đó 10A vẫn đang chọn phong cách thi đấu phòng ngự và cứ đứng tại chỗ thôi. Kệ cho 21A muốn làm gì thì làm. Hai đấu sĩ bò đang hướng vào nhau nhưng vẫn chưa có màn giao tranh tiếp theo. Có lẽ phải cần vài có tác động đến từ chú bò thôi. Trận thi đấu đang diễn ra khá kéo dài. Dưới cái nắng hơn 30 độ tại quê hương Bảo Lâm nhưng điều đó cũng không ngăn được sự nhiệt tình, những lời cổ vũ của những khán giả, những du khách gần xa, gần 20.000 khán giả đang có mặt tại sân vận động Bảo Lâm. Hội thi chọi bò Bảo Lâm mỗi năm chỉ có một lần nhưng cũng thu hút được rất nhiều những khán giả, những du khách gần xa đã không quản ngại đường xa xa xôi có mặt tại quê hương Bảo Lâm để thưởng thức và trải nghiệm cái không khí lễ hội tại chọi bò tại quê hương Bảo Lâm thân yêu. Màn giao tranh tấn công rất hay của 21A. Vẫn là phong cách phòng ngự hay của 10A. Rất hay, 21A đang đẩy lùi được đối phương. Nhưng lại là khả năng phòng ngự rất tốt của 10A. Đẩy lùi rồi, tấn công quá hay. Nhưng vẫn là sự kiên cường phòng ngự. Một bên tấn công, một bên phòng ngự. Một bên tấn công hay, một bên phòng ngự hay. Và đấu sĩ bò nào sẽ lên ngôi vô địch đây? Hôm nay chỉ cần một tác động nữa thôi, một lần nữa thôi. Lại là những đường tấn công của 21A, 10A lại bị đẩy lùi, nhưng 10A lại phòng ngự. Những pha ghi đầu với cặp sừng vào nhau, pha đàn chéo sừng ghi rất mạnh. 10A đấu sĩ bò màu đen đang đẩy từ dưới lên, trong khi 21A thì lại ghi từ trên xuống. Hai cặp sừng đang đan chéo vào nhau và ghi với lực rất mạnh. Liên tiếp là những pha lùi về sau của 10A, nhưng 10A thì vẫn đang đứng vững thôi. Chưa bị đẩy lùi quá xa, vẫn chưa bị mất thế, những pha xoay vòng liên tiếp để chống trả lại những pha tấn công như vũ bão của 21A. Đây là pha tấn công lâu nhất của cả hai đấu sĩ bò. 10A vẫn có thế ghi sừng ở phía dưới đôi phần có lợi hơn. 21A tự tấn công và tự mệt, trong khi đó thế tấn công từ dưới lên của 10A là rất tốt. Vâng, xong xuôi một tình huống giao đấu thì hai đấu sĩ bò lại dừng nhau, dừng lại thở và chuẩn bị cho màn giao tranh tiếp theo. Lại là một pha tấn công nữa của 21A, nhưng lại là những pha xoay vòng rất tốt của 10A. Đây là pha hay, 21A đã bị đẩy lùi nhưng 10A tấn công nửa chừng lại dừng lại. 10A đang tấn công phải nói rằng rất bình tĩnh. Không tấn công quá mạnh mẽ nhưng 21A đang dần dần bị đau. Sừng của 21A đã bị đau càng ngày càng đau hơn. Và đang có những cú lắc đầu và dường như cơn đau tại sừng đã khiến cho 21A phải ngoái đầu đi. Và những vỗ tay của khán giả đã đến với 10A của Vương Văn Lư đến từ Bông An.
Xin chúc mừng Mông Ân. Sự kiên cường và rất bình tĩnh. Đấu sĩ bò với số hiệu 10A của vự chú bò Vư Văn Lự đến từ Nà Mấu Mông Ân đã giành chức vô địch tại hội thi chọi bò Bảo Lâm năm 2024 với 460 kg, cao 1,3 m, chiều dài sừng 28 cm, là chú bò xuất sắc nhất vượt qua quá nhiều đối thủ xuất mạnh để có mặt tại trận chung kết này và xuất sắc chiến thắng ở trận chung kết nữa. Một lần nữa xin chúc mừng cho Vư Văn Lự đến từ Nà Mấu Mông Ân với chú bò đấu sĩ bò với số hiệu 10A của mình. Và bây giờ thì chúng ta thấy là đã đi qua một nửa chặng đường của các hội xuân rồi, nhưng hội xuân ở Cao Bằng thì vẫn kéo dài đến tận hết tháng 3 âm lịch cơ. Vẫn còn rất là nhiều những hội xuân đang chờ đợi bình luận viên Minh Chuyên đến để góp phần làm cho sôi động hơn về các lễ hội. Đặc biệt là chúng ta đang chờ đợi hội pháo hoa sắp tới vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Hay là một số hội thi đấu mà có những phần thi đấu thể thao, đặc biệt là những môn thể thao truyền thống thì cũng là một phần đặc sắc trong các lễ hội. Rất mong có được cái sự bình luận nhiệt huyết sôi động và thêm rất là nhiều thông tin về lễ hội đến từ bình luận viên Minh Chuyên. Cảm ơn bình luận viên Minh Chuyên và chúc cho bình luận viên Minh Chuyên sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể đến với nhiều lễ hội xuân của Cao Bằng, góp phần mang đến cái sự sôi động và ý nghĩa nhân văn đến với các hội xuân. Một lần nữa xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Hạnh Nguyên.